Dạ. Nghe các bạn. Quá đã, quá đã. Muối nhiều lắm, muối nó ô lên quá trời. Các bạn thấy cơm cuộn cuộn luôn. À, quá đã. Em quay khui hả chị? Em quay khui không à, không yên tâm. Đó các bạn, nó giòn mỏng lét luôn các bạn. Đúng rồi, nó không có bằng của Việt Nam mình. Nhưng ở bệnh nó bán sầu riêng mà mới chín tới không à. Không có để như chín nhiều như mình xíu. Dạ. Bên đó là gọt, sầu riêng Thái là gọt thôi chứ không gọi là cua giống như mình. Nè các bạn, quá đã. Ồ, cái muối quá đã luôn. Cui bằng tay trái mà không sử dụng bao tay luôn các bạn. Lấy cái muối rất là sạch nha các bạn. Không đau. Đau không chị? Cái này bắt ngày cua chừng vài tấn chắc xỉu luôn quá. Quá im. À, đây nè các bạn. À, mình ăn là mình lên sân thượng để đựng bi hôi cho mấy người khác á hả? À, chắc mấy người kia không quen ha. Mấy người kia không ăn nổi. Dạ. Chứ ăn rồi là ghiền luôn á. Hồi đó con không cũng không biết ăn nữa, cái sau này cũng biết ăn rồi. Con có bầu, con sĩ con tiên ăn nữa mà. Bầu rất là đã các bạn. Dạ. Bốn mươi giây xong trái sầu riêng luôn các bạn. Ok anh. À, anh dạy tự tại chỗ luôn nha các bạn.
qua đã. Quất luôn. Vậy mới đã, đang thèm mà ăn liền tại chỗ cà phê à. Ai em gái chờ luôn các bạn. À, anh trai quất tại chỗ luôn các bạn. Rồi ok. Chủ yếu khui à, coi khui à. Quay quay. Dạ dạ dạ. Ôi trời, trốn nợ đi mua sầu riêng hả? Quá đã luôn. Dạ. Quay khui à, em quay khui à. Muối vàng rất là đã luôn các bạn. Địa chỉ Vui Sầu Riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Wow, trái này 6 hộp luôn. Quá đã các bạn, trái 6 hộp luôn các bạn. Ủa gì vậy? À, mua sầu riêng về cho mẹ. Trái này 6 hộp luôn, đã thiệt. Đó, rất là đã luôn các bạn. Tuyệt vời. 235 chờ xíu nha chị, cho tới luôn các bạn.
Rồi, khách tới luôn. Không nhớ luôn. À. Ủa vậy hả? Ủa nhà em ở khúc nào? Em ở bên cầu Cái Cối. À thì biết cầu Cái Cối. Duy con của chú gì? À vậy hả? Chị ruột hả? À. Trời ơi, mới về mấy ngày nè, mới lên hôm qua. Ở đâu bên ai? À. Rồi ở trên này hả? À, biết cô chú rồi, như vậy đó học chung. À, trời ơi, sao nhận ra hay vậy trời. Bây giờ mập rồi chứ xưa nhất à. Ủa vậy hả? Trời ơi.